Ý tưởng xây dựng cao tốc Bắc Nam xuất hiện từ năm 2010 khi nhu cầu di chuyển bằng đường bộ giữa các tỉnh thành dọc trục Bắc Nam lên rất nhanh, trong khi quốc lộ 1 hiện hữu đã quá tải. Mặc dù được mở rộng ít nhất 4 làn xe, đồng thời xây dựng tuyến mới tránh các đô thị. Tuy nhiên, khả năng mở rộng của quốc lộ 1 trở nên hạn chế do người dân sống tập trung hai bên đường nên chi phí giải tỏa rất lớn. Ngoài ra, quốc lộ 1 hầu hết đều là các đoạn chạy chung hành lang với đường sắt thống nhất, khả năng mở rộng là khó khả thi. Mở đầu video thì mình quay vài cảnh trên cao cho nó sinh động vậy thôi, chứ hôm nay mình đi lái xe lưu trên cái đường dẫn cao tốc thì phát hiện một ổ cá đang bị mắc cạn, cho nên là mình bắt và giải phóng nó qua chỗ có nước, phóng sanh nó cho nó được có được cơ hội sống nha mọi người. Này cao tốc thì tạm thời là đổ nhựa rồi xong nha. Giải phân cách thì đang chuẩn bị gắn. Thì đây là đường dẫn cao tốc nè. Đó thì hôm nay mình làm cái đường dẫn cao tốc này nè. Đó, dẫn đi lên đó ngay đó. Cao tốc trên đó xong rồi, nay lưu mấy cái làm mấy cái đường song hành, làm mấy đường song hành đây. Đang lấy xe lưu nè, đó, thì cá đó thì công trình nó bị nước cạn á, cho nên là nó bị mắc cạn, mình bỏ vô bịch để mình đem qua bên chỗ nước mình phóng sinh. Chơi ở đây là tới nhau á mọi người. Cá nó mắc cạn ngay cái vùng đó đó mọi người, đất nó đổ. Để còn cá lau kiến thôi. Cá sao lâu đây thì mình đem qua chỗ bên kia đem qua nước đó, đem qua con sân của nó, cá nó mới ra xong. Còn số con sống nha đó, con nào sống thì mình bắt mình thả mình phóng sinh qua ngay chỗ nước có nước. Giờ mình bắt qua chỗ có nước để mình thả nó nha. Này là tới ngày mai rồi không? Thì ra nè. Đó, giờ đập nước mừng quá trời luôn. Thấy không? Đó, giờ mình đi qua đó mình bắt tiếp, qua tới chỗ đó mình bắt tiếp. Đó, đường lớn rồi. Đó, mình lớn đi. Cá vừa bự không? Đắt nè. Đó, mình lớn đi. Đây là một cá nhấp luôn nè. Đây là một con cá nè. Cá bá lửa luôn. Tao là hơn nè, được sống. Đường cao tốc gặp ruộng á là nó sẽ múc xuống sâu xuống nha. Nha. Đổ trải một cái lớp bạc nè. Trải lớp bạc xong rồi đổ cát. Đổ cát ra lưu trước nha, đổ một lớp cát khoảng 6-70 cm á. Nó sẽ cuốc cát ra. Cát ra xong rồi là mới tải ra mới lưu, bắt đầu mới đổ đất lên lưu nha mọi người.
vấn đề tại mày ba vấn đề. Tại tại tại. Rồi chấm nước nè. Chấm nước này lấy cao đô nè. Đây mày ba phân đồng công. Công chín nha, công chín. Đi 20 mét nữa. Sao không? Không làm vô chưa? Chưa. Vừa rồi là xe của mình bị hư cho nên là những anh em tập trung đang sửa. Và bây giờ là mình chạy qua ngay chỗ cái đoạn này nè, gặp bảy chim én luôn. Nó đang đậu trước xe luôn mình. Thì mình chạy tới đâu nó bay tới đó, chạy đâu nó bay tới đó. Quá trời luôn. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha.